Welcome mọi người đến với series Kanji dễ à của Phương Anh. Cái chữ trên hơi bé à, với lại cái đèn mọi người thông cảm nha, nó bị lóa. Mình không có một cách nào khác. Thì mình cũng đã viết sẵn rồi. Mình nghĩ là một ngày mà làm có một hai video về một hai chữ Kanji thì nó ít quá. Mình cũng muốn ôn lại cho nó nhanh ấy. Thế nên là mình đã rửa cái cuốn Nihon Challenge Kanji của N4 và nó có từng lesson riêng và mình sẽ học như thế cho nó nhanh và nó bài bản hơn. Thì ngày hôm nay là lesson đầu tiên, lesson 1, 10 chữ về 10 chữ kanji mà được tạo ra từ tranh, từ thực tế nhìn. Thì người ta nói là e kara dekita kanji 1. Tức là còn rất là nhiều những cái từ kanji được tạo ra, được nghĩ ra từ tranh, từ hình tượng thực tế bên ngoài. Cho nên là lần này là lần thứ nhất. Chị. Thì mình đã viết sẵn đây rồi cho nó đỡ mất thời gian. Và mình sẽ giới thiệu ngay luôn. Đúng rồi. Cái này là sơn, núi ha. Xuyên, sông, nghĩa là sông suối. Điền, nhật, có nghĩa là mặt trời, cũng có nghĩa là ngày. Nguyệt, nguyệt có nghĩa là trăng, có nghĩa là tháng. Thủy, nước. Mộc, cây. Kim, tiền, về kim loại các kiểu ha. Thổ là đất. Cái này chắc mọi người cũng quen rồi ha, cái này từ cơ bản mà. Hỏa là, đúng rồi, lửa. Thì đơn giản là như thế. Và âm cưng, nói đơn giản là cái âm mà khi mà mình đọc ra thì đúng nghĩa của nó luôn. Ví dụ như là núi, khi mình đọc từ núi thì mình sẽ hiểu à đấy là núi. Và ở Nhật Bản cũng thế, khi mà mình nhìn thế này mình sẽ đọc là yama, có nghĩa là núi. Yama, người ta cũng gọi âm cưng ấy là nghĩa của Nhật. Còn âm on là âm mà cách đọc của nó là mượn từ Trung Quốc sang. Đây, ví dụ một cái thôi chứ mọi người cũng không cần phải tập trung hay là suy nghĩ nhiều quá đâu, vì nó cũng khá là phức tạp ấy. Mọi người nghĩ mọi người sẽ loạn lên ấy. Yama. Thì với cái này mà âm on thì sẽ là, ví dụ như là san. Sa. Là. Thường thường ấy, âm on là sẽ viết katakana. Mà chữ san thì sẽ này. Mình cũng quên bằng chữ cái katakana luôn đó mọi người. Ít xuống ấy. Dạ. Cái này là xuyên, có nghĩa là kawa. Điền. Điền là đồng ruộng. Thì nó được đọc là tha. Nhật, mặt trời. Mặt trời là hi. Cũng có một cách đọc là hi, nhưng mà nó có nghĩa là hỏa. Thì mọi người thấy là ở Việt, tiếng Việt mình cũng có đồng âm khác nghĩa mà, đúng không? Cho nên là giống như là chữ tiền thì là tiền bạc, đúng không? Cũng có nghĩa là cái trong cái từ tiền trước hậu sau ấy, tức là đi trước, tiền bối các kiểu. Cho nên là đồng âm khác nghĩa Nhật nó cũng thế thôi. Mình cũng không thấy phức tạp là gì đâu. Tiếp là nguyệt, là trăng, là tháng, đúng không? Thì tsuki là nguyệt, còn tháng là getsu. Thủy, nước ha. Nước thì dễ mà đúng không? Mình hay dùng lắm. Mizu, mùa hè mình hay uống nước, uống mizu đúng không? Ki là cây, đơn giản mà nhỉ. Kim là ukane. Mộc, ok, lộn. Thổ, này mộc ha. Thổ tức là đất. Tzu, chi. Tzu, tiếng Việt mình, các bạn Việt Nam mình hay khó đọc phát âm này. Người Nhật khó nghe, người ta không hiểu được là cái gì ấy. Mình cố luyện cái chữ tzu này cho nó dễ nghe hơn một tí. Và hi, lửa ha, hỏa. Thì vì sao nó lại là e kara dekita kanji? Thì mình sẽ tưởng tượng ha. Cái này sẽ là sơn đúng không? Núi. Thì ngày xưa có phải là sơn này không? Đúng không?
tức là giống như cái núi đấy, đấy, trùng trùng điệp điệp. Còn đây là sông thì dễ tưởng tượng đúng không, nó là sông Điền thì ngày xưa đây mình trồng lúa trồng rau này, Điền ha. Còn cái này là hy mặt trời thì mặt trời, mặt trời, mặt trời chắc là ông mặt trời đây đó. Ski trăng thì có trăng tròn đúng không, còn có trăng khuyết nữa mọi người, đấy thì là nó đấy, trăng khuyết tưởng tượng mặt trăng. Mizu thì là nước, ví dụ như là dòng sông, xong rồi nước bắn ra, nước bắn ra ha. Đấy khi là cây này dễ hình dung mà cây này mọc ra những cái nhánh. Okane kim tiền thì ở tiền kim loại các kiểu quý hiếm thì thường thường ở trong núi ha, xong rồi sẽ đào rồi kim những cái đồ quý hiếm các kiểu này, kim loại tỏa ánh lên. Chị thổ, thực ra mình viết một lần rồi mà mình quên bấm, thế là công cốc luôn mọi người nên là phải đọc lại đấy. Thổ tức là mọi người sẽ thấy trong đất này đúng không, thì mình sẽ thấy là nó như là mầm chồi nó sắp nhú lên này ha. Thổ hy lửa đốt thôi, cây xong đốt lửa xong tích tách tách lên bắn lửa tê tê, mình cũng không biết vẽ lửa như nào nữa đấy là vì sao người ta lại bảo là những cái từ kanji này được tạo ra từ tranh, từ thực tế, từ hình, mọi người dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn đúng không. Còn bây giờ mình sẽ vào luyện tập Renshuichi, mình sẽ chỉ từng chữ và các bạn sẽ đọc ra cách đọc của nó ha. Đầu tiên là Okane. Đúng rồi, Okane. Tiếp theo là hi, hi của lửa ấy mọi người. Hi. Chuẩn luôn. Đây, hi. Mọi người thấy mình đang nói về âm cân, tức là nói về cái nghĩa của tiếng Nhật ha. Khi mà mình phát âm ra là mình biết cái từ đấy là nghĩa như thế nào, thì mình đang nói về cái đấy, còn âm cân thì chưa ha. Cho nên mọi người sẽ bám theo cái cách đọc đấy thôi. Tiếp theo. Đúng rồi. Kawa. Tiếp theo là đây. Gì các bạn? Mizu, nước ha, thủy ha. Và tên tên. 3, 2, 1. Tsuki. Cái con thù là gì nhỉ? Cách đọc nó gần giống đấy. Tsu chị. Đúng rồi, đất ha. Cái này còn là Getsu. Getsu. Tháng ha. Tiếp tục là đây, điền. Thì mình sẽ đọc là ok, tạ. Và cái này nó hơi rung rồi, mình xin lỗi nha. Trời. Yama. Núi ha. Tiếp đến là gần hết rồi đấy mọi người. Mọi người nhớ hết chưa? Ki, ok, cây ha. Thủ, à cái mộc. Sao cái miệng mình cứ đọc lộn được vé hết. Và cuối cùng là Nhật, mặt trời, ngày. Thì có nghĩa là hi, đúng rồi, nhớ hai cái này giống nhau nè. Ok chưa? Vì sao mà Nhật cũng là mặt trời mà cũng là ngày? Bởi vì là cứ theo một vòng, nên mình đoán thế để cho nó dễ thuộc thôi.
hết một vòng mặt trời lặn và mọc thì sẽ là hết một ngày, cho nên nó có nghĩa là ngày luôn nhỉ. Và tiếp theo sẽ là âm on cơ bản, tức là khi mà những cái chữ này gắn thêm một cái từ khác nữa, gắn thêm một cái chữ Hán khác nữa thì nó sẽ có cách đọc âm on. Ví dụ như là cái này có cách đọc là san, lúc nãy mình vừa nói rồi đúng không? Cũng là sơn, cũng là ví dụ như là Fujisan đúng không? Fujisan là núi Fuji, núi nổi tiếng của Nhật đúng không? Còn này Kawa này thì có nhiều cái nó, nhưng mà nó hơi phức tạp một tí. Mình sẽ là nếu mà nó gắn với một cái gì đấy thì nó sẽ ở đằng trước. Ví dụ sông gì đấy, sông Mekong chẳng hạn, Mekong Gawa đấy đúng không? Mình đổi cái này thành Gawa, thêm tèn tèn vào. Tha hoặc là đã, có nghĩa là điền thôi. Ví dụ như là tên chẳng hạn, mọi người có thấy hay gặp chữ tên này không? Tanaka-san đúng không? Ở Nhật rất rất là hay nhiều cái chữ và cái tên này. Hi thì video trước mình nói rồi đúng không? Mình cũng không muốn nói lại nữa. Nhưng mà nó sẽ có cái mà mình nên nhớ nhất, đấy chính là Nichiyobi đúng không? Ngày chủ nhật. Nichi. Nichi chi chi chi. Ủa chữ chi katakana viết sao nhỉ mọi người? Quên mất rồi. Trời ơi. Chi. Ủa tôi chết rồi, mất thời gian quá. Thôi tìm hiểu sau nhá. Ôi chết rồi. Kietsuyobi thứ hai nè, đúng không? Và đây cũng là theo thứ ngày luôn đấy mọi người. Kietsuyobi, suyobi, suy, su. Suy. Đấy, cứ viết katakana là mình phải dừng lại một tí để mình nghĩ, mình nhớ. Không, mình không nhớ được. Cái này là một cự. Một cự. Cái này là okane, nhưng mà nghĩa kia là kinyobi thứ sáu đúng không? Kin và dorobi thứ bảy sẽ là do, hoặc là có hay đọc nữa là to. To ví dụ là cái gì đấy về đất đấy. Kayobi thứ ba ha. Kayobi cả. Thế thôi, cũng không phức tạp gì. Lesson 1 rất là cơ bản ha. Mọi người nhớ hết chưa? Thế bây giờ mình sẽ Renshu 2. Renshu 2. Mình sẽ là mình sẽ đọc và các bạn sẽ tự viết kanji ra đây. Dừng lại nếu như mà mình chưa viết được ha, dừng lại video. Bắt đầu nhá. Ủa, mình sẽ cầm sách lên. Thứ nhất là ki. Ki. Ki của chuẩn luôn, ki. Mọi người biết được chưa? Ok. Ki, mộc ha. Bây giờ mình luyện cách viết này. 1, 2, 3, 4. Tiếp đến là chữ chị. Chữ chị. Một cái nó hơi hơi giống này một xíu xíu. Chữ chị. Nó có cách đọc là chữ chị. Có âm Hán viết là thổ. Mọi người đã biết chưa? 3, 2, 1. Ok. 1, 2, 3. Tiếp đến là mizu. Mizu. Suiyobi. Mizu. Thủy. Nhớ ra cho mọi người. Đúng rồi. Đây ha. Thủy. 1, 2, 3, 4. Tiếp đến là okane. Okane. Kinyobi. Kim. Dài là cái gì chưa? Đúng rồi. Đây. Kim ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp đến là yama. Cái này dễ ha.
năm luôn ý, mấy cái này của nửa năm không phải nửa bốn đâu nha. Ừ, em ạ. Sơn Fuji sao. Đây, 1, 2, 3. Tiếp đến là Hi. Hi gì trước nhỉ? Hi của hỏa đi ha, hi lửa đi. Hi Kajobi. 3, 2, 1. Kajobi. Ừ. 1, 2, 3, 4. Thứ tự đúng không nhỉ? Hy vọng là đúng. Tự nhiên này thấy mình hơi hoang mang một xíu, mọi người xem lại cho chắc ăn nhé. Tiếp đến là hy của mặt trời, hy của nhật, hy của ngày, hy của Nichiyobi. 3, 2, 1, finish. Đây. Ha. 1, 2, 3, 4. 続けますよ。Tiếp theo là月月月 thì như nào nhỉ? 月 là nguyệt đấy, là 月曜日 đúng không? 1 2 3 4 dễ mà đúng không? Học xong là thuộc ngay mà. Mình học xong mục tiêu là mình phải thuộc ngay 10 cái chữ này. Còn gì nữa không nhỉ? À, kawa. Kawa. Kawa của, đúng rồi, của xuyên. Kawa rất là dễ. Dòng sông. Dòng sông thì chảy như thế nào? Rất là dễ. It, ni. Ồ quá. It. Nó hơi, thực ra muốn cho đẹp thì phải nó, đúng không? Phải nó như thế này một xíu. Kawa. Và còn gì nữa không nhỉ? Còn một chữ nữa. Điền. Tạ. Đồng lúa, đồng ruộng ấy các bạn. Mọi người nhớ được không? 3, 2, 1. Đây. Chính nó. 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi. Chúc mừng các bạn. Thuộc chưa? Thêm một rin siêu cuối cùng nữa nhé. Đấy là mình sẽ đọc một câu và mọi người sẽ đoán nghĩa. Và mọi người sẽ, tất nhiên là nó đơn giản thôi, nó ở trong sách thôi mà. Và mọi người sẽ đoán là ở trong cái câu này mình gặp cái chữ Hán nào. Mình vừa mới học xong à, trong 10 cái chữ mình vừa mới học xong. Ít cứ yếu. Ichi, Nichiyobi, tomodachi to Fujisan e ikimasu. もう一回行きます。日曜日、友達と富士山へ行きます。皆さん、ね、端的に日曜日。どうも、ラチョニャットの、みかもちゅう。いいないの、日曜日。友達と富士山。富士山、とくら、ぬい富士の、ティーミセカチュー。どうも、山。山。Nó có nghĩa là tomodachi là bạn đúng không? Tố là cùng đúng không? Fujisan e ikimasu là đi. Đi tới núi Fujisan. Núi Fuji. Và cùng với ai? Cùng với tomodachi. Lúc nào? Nichiyobi. Đúng không? Vào ngày chủ nhật thì tôi đã tôi cùng với bạn sẽ đi núi Fuji. Ikimasu tức là sẽ đấy. Nó nghĩa là sẽ đi đấy. Tôi đi có nghĩa là tôi sẽ đi. Thực ra tôi cũng chưa đi. Bởi vì nếu như mà tôi đang đi sẽ là います đúng rồi. Và đã thì sao? 行きました đúng không? 次に学校は月曜日から金曜日までです。もう一回。学校は月曜日から金曜日までです。 Mọi người nghĩ ra được ngay luôn chưa? Có hai chữ. Nó là thứ trong ngày, Yetsuyobi và Kinyobi, đúng không? Yetsuyobi và Kinyobi. Có hai chữ này ha. Thì gặp cô là học, trường học đúng không? Trường học thì từ thứ hai đến thứ sáu. Tsugi. Doyobi
山田さんのうちへ遊びに行きます。もう一回。土曜日、山田さんのうちへ遊びに行きます。nó hơi dài ha, nhưng mà mọi người hãy nghe lại một lần nữa này. Doyobi là đúng rồi, là thứ bảy đúng không? Doyobi mình có Doyobi. Yamada-san thì mình sẽ có Yamada điền đúng không? Tha hoặc là da. Yamada-san, Yamada-san đúng hai cái chữ này luôn ấy. No uchi là nhà của bạn Yamada, của anh Yamada. E asobi ni ikimasu, cái này một cụm ha, chắc là mọi người cũng học rồi đấy. Asobi, asobu là asobimasu, là động từ chơi đúng không? Thì mình gắn với ikimasu thì sẽ là asobi ni, bỏ cái masu đi, mình thêm ni, đây là gọi là cấu trúc cũng đơn giản thôi của N4 hay N5 gì đấy. Asobi ni asobu. Ôi trời chết. À đúng mà. Asobimasu là chơi đúng không? Asobi ni là ikimasu, đi chơi. À, đi chơi, vứt masu thêm ni và gắn ikimasu. Dễ ha. Thứ bảy thì gọi là tôi đấy. Watashi, chủ ngữ watashi sẽ bị ẩn đi ấy. Asobi ni ikimasu, đến chơi nhà anh Yamada-san no uchi ha. Tsugi, Nile gawa wa sekai de ichiban nagai desu. Iku yo, 2回. Nile gawa wa sekai de ichiban nagai desu. Mọi người nghe được chưa? Kawa, gawa, đúng không? Nile tức là dòng sông Nin ấy, có chữ kanji này ha. Nile phải đúng không nhỉ? Nile đúng không ấy, dòng sông Nin là dòng sông dài nhất thế giới còn gì nhỉ? Đúng rồi. Sekai de là trên thế giới ha. Ichiban là nhất. Nagai desu, ichiban nagai desu là dài nhất. Tsugi, tiếp theo ha. Suiyobi tennis o shimasu. Suiyobi tennis o shimasu. Tức là đúng rồi. Không biết mọi người có đúng hay không nữa. Mình rất rất mong mọi người đúng. Suiyobi thứ tư ha. Suiyobi thì tennis o shimasu là tôi sẽ chơi tennis ha. Cái này cấu trúc là o shiru, chơi gì đấy, làm gì đấy ha. Shimasu, tennis là chơi tennis đó. Đấy, thế thôi, hết giờ đấy mọi người. Congratulations. Kết thúc lesson 1 và hy vọng là mọi người có thể thuộc hết được ngay lập tức trong cái thời gian, trong cái video này là thuộc hết luôn, không cần phải học thêm một tí nào nữa, mình hy vọng là thế. Gặp các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.